tin chọn lọc ngày 25 tháng 9. Hơn 250 chiến đấu cơ của Israel không kích 1.500 mục tiêu Hezbollah. Ông Zelensky nói muốn hòa bình chỉ có cách bắt ép Nga chấm dứt chiến tranh. Ông Trump gọi Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất lịch sử. Ông Trump nói Mỹ cần phải rút khỏi cuộc chiến Ukraine. Trung Quốc lại phóng hỏa tiễn qua không phận Đài Loan. Căng thẳng Trung Nhật leo thang, quan chức Trung Quốc phát ngôn thù hận chống Nhật. Điều lạ lùng khi ông Tập đến thăm ba hang động Phật giáo nổi tiếng, chắp tay sau lưng thể hiện quyền uy. Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 25 tháng 9 của Đại Kỳ Nguyên. Mở đầu là thông tin về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, Ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã tập kích khoảng 400 bệ phóng rocket tầm trung, 70 kho đạn dược, cùng với khoảng 80 vị trí cất dấu UAV vào hỏa tiễn hành trình từ khi bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban trước đó một ngày. Các mục tiêu trên nằm trong số hơn 1.500 vị trí của Hezbollah, bị hơn 250 tiêm kích của Israel tấn công bằng khoảng 2.000 quả đạn các loại. Số còn lại bị tập kích bằng UAV. IDF tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm phá hủy năng lực tác chiến của Hezbollah và thay đổi hiện trạng an ninh ở miền Bắc của Israel. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF, cùng ngày đã thông báo Hezbollah đã phóng ít nhất 300 rocket vào miền Bắc của Israel trong 24 giờ qua. Ông cũng cho biết Hezbollah đã lên kế hoạch phóng thêm rocket qua biên giới. Chính quyền Liban cho biết, ít nhất 558 người đã thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ, cùng với 1.835 người bị thương trong đợt tấn công quy mô lớn của Israel ngày 23 tháng 9. IDF cho biết, trong số những người thiệt mạng có các tay súng ở gần vị trí cất giữ vũ khí và sẽ công bố thông tin chi tiết sau. Trước đó, IDF vào ngày 23 tháng 9 đã thông báo, hai triển chiến dịch không kích khoanh vùng chính xác nhằm vào thành trì của Hezbollah, hạ chỉ huy sư đoàn rocket và hỏa tiễn của nhóm là Ibrahim Kubasi cùng với một số thành viên cao cấp của đơn vị. Hai nguồn tin an ninh Liban đã xác nhận thông tin này. Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận. Bộ Y tế Liban cho biết cuộc tấn công đã khiến 6 người chết và 15 người khác bị thương. Hôm 24 tháng 9, quân đội Israel đã tuyên bố các cuộc không kích của họ đã giết chết Ibrahim Kubaisi, một nhân vật cấp cao trong đơn vị hỏa tiễn của Hezbollah và hai chỉ huy khác của lực lượng này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF trước đó đã cho biết Kubiyyi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một tòa nhà chung cư ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban vào hôm thứ ba. Theo IDF, Kubiyyi chỉ huy nhiều đơn vị hỏa tiễn của Hezbollah, bao gồm cả đơn vị hỏa tiễn chính xác. Nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn sau đó đã xác nhận cái chết của ông Ibrahim Kubaisi. Hezbollah tuyên bố vị chỉ huy cấp cao này đã tử vì đạo trên đường tới Jerusalem. Về phía Iran, khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba, Tổng thống Masoud Pezeskian đã nói rằng các cuộc không kích gần đây của Israel vào Liban không thể không có câu trả lời. Ông Pezeskian đã cho biết điều cấp thiết là cộng đồng quốc tế phải ngay lập tức chấm dứt bạo lực và mang lại lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và chấm dứt sự man dợ tuyệt vọng của Israel tại Liban trước khi nó nhấn chìm khu vực và cả thế giới. Về phần mình, đại diện của Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon đã trả lời các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng Israel thích một giải pháp ngoại giao ở Liban để giải quyết Hezbollah nhưng không loại trừ các phương pháp khác để chứng tỏ chúng tôi nghiêm túc. Israel đã tấn công các mục tiêu liên quan đến Hezbollah trong nhiều ngày qua, khiến hơn 500 người thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương. Hôm thứ Hai là ngày chết chóc nhất ở Liban trong gần hai thập niên vừa qua. Chiến sự leo thang đã khiến hàng chục nghìn người ở miền Nam Liban hoang mang sợ hãi. Họ đang phải nhanh chóng di tản về miền Bắc để được an toàn hơn. Chính quyền Liban cho biết họ đã thiết lập khoảng 90 khu trú ẩn dã chiến tại các trường học và một số cơ sở khác, đủ chỗ lánh nạn cho khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, con số này được cho là vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu thực tế khi ước tính đang có khoảng 150.000 người Liban sinh sống tại các khu vực giáp biên giới với Israel. Chuyển đến phần thông tin khác. TikTok đã xóa các tài khoản liên quan đến truyền thông nhà nước Nga với lý do tham gia vào hoạt động gây ảnh hưởng bí mật trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hôm 23 tháng 9, TikTok cho biết những thay đổi này ảnh hưởng đến các tài khoản liên quan đến TV Novosti, tổ chức mẹ của truyền thông nhà nước Nga RT và Russia Segodnya, đơn vị đứng sau các hãng thông tấn của Điện Kremlin là AIA Novosti và Sputnik. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó đã cho biết, Moscow vẫn là mối đe dọa chính đối với các cuộc bầu cử Mỹ. Trong khi ngoại trưởng Antony Blinken thì cho rằng các hãng thông tấn của Nga như RT đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động của cơ quan báo chí và đã chuyển sang hoạt động tình báo bí mật. Thông báo của TikTok được đưa ra một tuần sau khi Meta Platforms, công ty sở hữu Facebook, WhatsApp và Instagram đã cho biết họ đã cấm Russia, Cygondia, RT và các thực thể liên quan khác khỏi ứng dụng của mình, khiến Điện Kremlin và hai tổ chức truyền thông này lên tiếng phản đối. TikTok cho biết trên website, rằng các tài khoản liên quan đến TV Novosti và Russia Segodnya đã bị hạn chế tại Vương quốc Anh và Liên hiệp Châu Âu và không được phép xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu chính for you của ứng dụng. Đại diện của RT và Sputnik đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC và các hãng thông tấn khác. RT và Sputnik đều đã công bố các báo cáo vào cuối tuần cho biết, một số tài khoản của họ đã bị xóa mà không có lời giải thích nào. TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance. Công ty này đã chịu áp lực lớn từ chính quyền Hoa Kỳ trong những tháng gần đây. Theo luật được ban hành vào tháng 4, mạng xã hội này có thể bị cấm nếu ByteDance không bán cho chủ sở hữu Hoa Kỳ trong vòng một năm. Liên quan đến chiến sự tại Đông Âu Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba ngày 24 tháng 9 đã cho biết muốn hòa bình chỉ còn cách là ép Nga vì đàm phán không thể giải quyết xung đột. Hãng tin AFP trích lời của ông Zelensky phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, nơi có sự tham dự của đại diện Nga. Ông Zelensky nói, cuộc chiến này không thể được làm dịu bớt bằng đàm phán mà cần phải hành động. Nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình. Độ chính xác là điều cần thiết buộc Nga phải hòa bình với tư cách là bên đã phát động cuộc chiến này. Tại phiên họp, tổng thống Ukraine cũng lên án Iran và Triều Tiên là đồng phạm chiến tranh khi cung cấp vũ khí cho Moscow. Ông Zelensky dự kiến sẽ tới Washington vào thứ Năm theo giờ Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã gọi Tổng thống Ukraine là người bán hàng vĩ đại nhất lịch sử và một lần nữa nói về kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, theo tường thuật của Bloomberg, trong một cuộc vận động ở tiểu bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Trump đã nói với những người ủng hộ rằng tôi thấy Zelensky ở đây. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất lịch sử. Mỗi lần ông ta đến đất nước chúng ta, ông ấy lại mang về 60 tỷ đô. Cựu Tổng thống Mỹ tin rằng nhà lãnh đạo Ukraine rất muốn đối thủ của Đảng Dân Chủ của ông Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và nói rằng nếu ông thắng cử, ông sẽ cố gắng kéo Ukraine và Nga vào bàn đàm phán nếu tôi thắng cuộc bầu cử này, ông Trump nói. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là gọi điện cho Zelensky và Putin và tôi nói các ông phải đạt được một thỏa thuận. Cuộc chiến này thật điên rồ. Bình luận của ông Trump được đưa ra khi ông Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào thứ Năm để trình bày về kế hoạch chiến thắng của ông. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Johnny Yorker, ông Zelensky đã không tin ông Trump có thể ngăn chặn chiến tranh ở Ukraine. Ông Zelensky cho rằng ông đã chứng kiến nhiều nhà lãnh đạo tự tin họ biết cách chấm dứt tình hình ngay ngày mai và khi họ dấn sâu hơn vào vấn đề, họ nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bên cạnh đó, hôm 24 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã cho biết rằng Hoa Kỳ cần phải thoát khỏi cuộc chiến tranh ở Ukraine và Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cùng với Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch làm như vậy. Ông Trump phát biểu tại Georgia, Biden và Kamala đã đưa chúng ta vào cuộc chiến này ở Ukraine và bây giờ họ không thể đưa chúng ta ra ngoài. Hoa Kỳ không có quân đội ở Ukraine nhưng đã cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo trị giá hàng tỷ đô la cho Kyiv. Cựu Tổng thống nói thêm, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong cuộc chiến tranh đó trừ khi tôi là Tổng thống, tôi sẽ hoàn thành nó, tôi sẽ đàm phán, tôi sẽ rút lui, chúng ta phải rút lui. Ông Biden đã nói chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta giành chiến thắng. Ukraine đang phải đối mặt với tương lai bất định. Chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 có thể thúc đẩy việc thiết lập lại chính sách của Washington đối với Ukraine. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc đua của hai ứng viên Tổng thống rất xít sao. Một thông tin khác tại nước Mỹ. Theo công tố viên Hoa Kỳ, người đàn ông chĩa súng trường vào sân gôn của ông Donald Trump ở Florida đã bị truy tố vào hôm thứ Ba ngày 24 tháng 9 với cáo buộc cố gắng ám sát một ứng cử viên chính trị. Tội danh này phải đối mặt với mức án tối đa là tù trung thân. Ông Ryan Rhodes, 58 tuổi, đã phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến súng sau khi chính quyền cho biết ông này đã chĩa súng trường qua hàng rào tại câu lạc bộ chơi gôn của cựu Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida vào ngày 15 tháng 9, trong khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đang chơi golf tại đó. Rao tiếp tục bị giam giữ để chờ xét xử. Tổng trưởng lý Merrick Garland đã cho biết trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp sẽ không dung thứ cho hành vi bạo lực tấn công vào trung tâm nền dân chủ của chúng ta, và chúng tôi sẽ tìm ra và buộc những kẻ gây ra hành vi đó phải chịu trách nhiệm. Điều này phải chấm dứt. Rouse vẫn chưa nhận tội. Các luật sư của nghi phạm đã tìm cách để nghi phạm này được tại ngoại nhưng không thành công. Trong những ngày gần đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã tiết lộ bằng chứng cho thấy Rao có kế hoạch giết Trump. Họ cáo buộc rằng nhiều tháng trước vụ việc, Rao đã gửi một lá thư cho một người và nhắc đến một nỗ lực ám sát Donald Trump. Trong hồ sơ của tòa án, Rao đã dành một tháng ở Nam Florida và dữ liệu điện thoại di động cho thấy người này đã ở gần sân golf và nơi ở của ông Trump tại Florida, tại Mar-a-Lago. Ông ta được tìm thấy với một danh sách viết tay về các ngày và địa điểm mà cựu tổng thống Trump đã phát biểu hoặc dự kiến sẽ xuất hiện. Cũng liên quan đến vấn đề này an ninh xung quanh ông Trump được tăng cường sau hai vụ ám sát hụt. Trang NBC News hôm thứ Hai ngày 23 tháng 9 dẫn lời một quan chức của cơ quan mật vụ nói rằng an ninh xung quanh cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ được tăng cường sau những nỗ lực ám sát gần đây nhằm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã trở thành mục tiêu trong một cuộc vận động ở Pennsylvania vào tháng 7 khi một tay súng bắn sượt qua tay ông. Giữa tháng này, một tay súng khác, Ryan Wesley Routh, 58 tuổi đã bị bắt giữ sau khi mai phục bên hàng rào một sân golf do ông Trump sở hữu ở Florida. Trước những sự kiện gần đây, mật vụ đang có động thái tăng cường bảo vệ cựu tổng thống. Một quan chức của cơ quan này nói với NBC News, các biện pháp mới dường như được nhìn thấy rõ ràng vào hôm thứ hai khi ông Trump bước xuống phi cơ ở Pennsylvania, một mật vụ đã theo sát ông từ phía sau. Tuần trước Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua dự luật tăng cường bảo vệ của cơ quan mật vụ cho tất cả các ứng cử viên tổng thống, bao gồm cả cựu tổng thống Trump, phó tổng thống Kamala Harris và những người đồng hành tranh cử của họ. Cụ thể, dự luật mới yêu cầu cơ quan mật vụ áp dụng các tiêu chuẩn tương tự để xác định số lượng mật vụ cần thiết để bảo vệ tổng thống, phó tổng thống và cả các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống quan trọng. Dân biểu Mike Lawler, người đã giới thiệu luật này, nói với các phóng viên vào hôm thứ Sáu rằng nếu lập luận của sở mật vụ là họ không có đủ nguồn lực hoặc họ không có đủ nhân lực, thì điều đó cần phải được giải quyết ngay lập tức. Chuyển đến phần thông tin khác. Một hỏa tiễn của Trung Quốc mang theo vệ tinh đã bay qua phía đông vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào sáng 24 tháng 9 theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, Hỏa tiễn được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở Sơn Tây lúc 10 giờ 33 phút sáng. Theo nguồn tin, hỏa tiễn đã bay về phía nam hướng tới biển Hoàng Hải, bay qua phía đông Đài Loan rồi hướng tới vùng biển phía đông Philippines. Độ cao của hỏa tiễn nằm ngoài bầu khí quyển, không gây ra mối đe dọa nào cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng họ đã theo dõi vụ phóng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện hành động như vậy. Vào tháng 1, Bắc Kinh đã phóng tàu thăm dò Einstein từ tỉnh Tứ Xuyên, vệ tinh này đã bay qua không phận phía nam của Đài Loan. Bắc Kinh cho biết, tàu thăm dò là một vệ tinh nhỏ được thiết kế cho nghiên cứu thiên văn và vật lý thiên văn năng lượng cao. Đây là dự án chung giữa Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Viện Vật lý Ngoài Trái Đất Max Planck của Đức. Phó giám đốc Cơ quan Vũ trụ Đài Loan, Chu Sùng Huệ đã cho biết, vào thời điểm đó, rằng vụ phóng vệ tinh dường như không chú trọng đến vấn đề an toàn. Ông Chu cho biết, do nhiều đoạn tách ra trong quá trình phóng vệ tinh, chúng có khả năng rơi ở bất cứ nơi đâu, gây ra mối lo ngại về an toàn. Tuy nhiên, ông nói rằng Bắc Kinh dường như không chú ý đến những vấn đề như thế này. Phó Giám đốc Chu cũng cho biết, thông thường đường bay được thiết lập trên đại dương để tránh bay qua vùng đất liền. Liên quan đến căng thẳng Trung Nhật Thưa quý vị, sự phẫn nộ của công chúng về vụ sát hại một cậu bé 10 tuổi người Nhật Bản ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 vẫn chưa lắng xuống. Mới đây, Phó huyện trưởng huyện Tân Long, châu tự trị dân tộc Tạng, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã nói cho một nhóm vui chat rằng sát hại một đứa trẻ có gì là to tát, kỷ luật của chúng tôi là sát hại người Nhật. Phát biểu này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng người Nhật sinh sống tại Trung Quốc. Theo trang tin iPhone.com, Hôm 23 tháng 9, mạng Internet đã lan truyền thông tin rằng một quan chức ở Tứ Xuyên đã công khai phát ngôn gây thù hận, thu hút sự chú ý rộng rãi. Các ảnh chụp màn hình được lan truyền cho thấy một người có tên là Hoàng Như Nhất trong một nhóm trò chuyện WeChat đã có những ngôn luận chống Nhật như sát hại một đứa trẻ có gì là to tát, kỷ luật của chúng tôi là sát hại người Nhật. Theo thông tin công khai, có một người đàn ông có tên là Hoàng Như Nhất, hiện là phó giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lượng Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, ủy viên thường vụ huyện ủy Tân Long và là phó huyện trưởng huyện Tân Long, Châu Cam Tư. Trang iPhone.com đã gọi điện cho Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên về vấn đề này và nhân viên này đã xác nhận rằng Hoàng Như Nhất trong ảnh chụp màn hình trò chuyện được lan truyền trên mạng Internet chính là ông Hoàng Như Nhất đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lượng Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên. Nhân viên này cho biết, chúng tôi đã nắm được sự việc này, đã báo cáo lên trên, chắc chắn sẽ xử lý. Thông tin công khai cho thấy, Hoàng Như Nhất sinh năm 1983, học tại trường Đại học Trung Khánh và Đại học Tứ Xuyên, làm việc tại Văn phòng Năng lượng Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên năm 2004. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lượng Nông thôn tỉnh. Cùng năm đó, ông giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ huyện Ủy Tân Long và Phó huyện trưởng Tân Long Châu Can Tư. Ông Hoàng Như Nhất cũng tham gia viết lịch sử đại chúng. Chứng nhận Weibo của ông được đăng ký với tư cách là nhà văn và người điều hành diễn đàn đọc sách Sima với 22.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã phát hiện ra, chỉ sau một đêm sau khi có những ngôn luận gây sốc, ông này đã thay đổi hình đại diện trên Weibo của mình. Cư dân mạng chế giễu, lẽ nào mặc áo vest vào tôi không nhận ra ông sao? Đáp lại những nhận xét chống nhật của ông Hoàng Như Nhất, cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích. Thật khó tưởng tượng rằng một người có trình độ học vấn bậc cao nhưng lại có trình độ nhận thức như thế này. Có người lên án, loại người này vẫn còn nhân tính sao. Dù bất cứ lúc nào thì hành vi phạm tội nhắm vào trẻ em đều là tội ác hèn hạ, dù lập trường như thế nào hay có lý do chính đáng gì đi nữa. Người khác thì phẫn nộ chất vấn. Sao người thế này lại có thể làm quan chức được? Đã qua kiểm tra phẩm chất đạo đức chưa? Là ai tiến cử? Người khác lên tiếng, một người có được lợi ích từ thể chế có những ngôn luận thù hận Nhật Bản, vậy thì ông ta cũng sẽ không thể đối tốt hơn chút nào đối với những người dân tộc tạng ở Cam Tư. Có người nhận định, loại người này không phải là sản phẩm của nền giáo dục thù hận sao? Cho nên giáo dục tẩy não lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến lòng căm thù Nhật Bản của người dân Trung Quốc ăn sâu. Quan chức này đã nói ra tiếng lòng thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tiếp theo Gần đây, một bức ảnh cho thấy lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang đến thăm hang động Mạch Tích Sơn ở Thiên Thủy, Cam Túc, tỉnh Thiểm Tây. Chuyên gia các vấn đề thời sự gốc Hoa Giang Phong đã nhận định rằng ông Tập đứng trước một bức tượng Phật và chăm chú nhìn vào với hai tay chắp sau lưng và dáng người tiêu tụy. Dáng vẻ của ông Tập khi này rất khác so với lúc gặp các lãnh đạo châu Phi và các thủ tướng Tây Ban Nha và Na Uy trong vài ngày trước đó ở thủ đô Bắc Kinh ông giang phong bình luận rằng các nhà lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc cũng cầu phật cầu chân lý cầu bình an nhưng họ cũng sợ dân chúng sẽ chỉ tay nói rằng đảng viên chẳng phải là người vô thần ư sao còn đi cầu khấn phật tại sao ông tập lại tới chùa để vấn an phật vào thời điểm quan trọng dù vậy ngay cả khi ở trước tượng phật ông tập cũng cố tình để lại hình ảnh chắp tay sau lưng ông ấy vẫn phải trông giống như một người lãnh đạo trước tượng phật trên thực tế có một hiện tượng mà ông giang phong cho rằng có thể nhiều người trong chúng ta đã bỏ qua thần phật vốn dĩ là tới để cứu độ chúng sinh phật sao có thể vì độ một người nhưng lại khiến cho muôn dân khổ sở hay không tuy nhiên các lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc thường xem việc thờ cúng thần phật như là lợi ích cá nhân của mình giống như tận hưởng đặc quyền vậy việc thờ phật cũng có quy tắc và cũng vì lợi ích cá nhân bạn thấy đấy trung quốc có bốn đại hang động có người nói là ba đại hang động Bốn hang động lớn được tính là Động Vân Cương, Động Long Môn, Động Mạc Cao và Động Mạch Tích Sơn. Động Mạc Cao nằm trên con đường tơ lụa. Theo ông Tập Cận Bình, Thiểm Tây quê hương của ông chính là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa. Động Mạc Cao đại diện cho thời kỳ thịnh vượng và văn minh, văn mạch gắn liền với quốc mạch, long mạch của quốc gia ý ông là việc thờ cúng tại cao có ý nghĩa liên quan đến long mạch của quốc gia. Vì vậy, năm 2019, ông Tập đã ẩn mặt trong nhiều ngày trong thời kỳ cao trào của phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông. Trước hội nghị Bắc Đới Hà năm đó, ông lại đã đến thăm hang động Macau để cầu bình an. Việc thờ cúng tại động Macau là để gắn kết bản thân với vận mệnh quốc gia. Đối với ông Tập, long mạch của ông gắn liền với quốc mạch. Long mạch của ông Tập được cho là nằm ở dãy núi Tần Lĩnh. Năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trước thêm cuộc họp lưỡng hội, ông Tập đã kiểm tra kho vũ khí hạt nhân ở Tần Lĩnh, dọn dẹp các khu biệt thự gây ô nhiễm long mạch của Tần Lĩnh, sau đó đã âm thầm thăm động Vân Cương. Động Vân Cương nằm ở phía bắc của dãy Tần Lĩnh, chân núi Vũ Châu. Năm 2024, ông Tập đã quay lại thăm động Mạc Cao. Động Mạc Cao nằm ở phía đông nam của thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, cách Tần Lĩnh 45 km. Tất cả đều liên quan đến Tần Lĩnh trong bốn động lớn, động mà ông Tập Cận Bình chưa từng đến thăm, thậm chí đã nhiều lần khảo sát tại Hà Nam, nhưng đã không vào, chính là động Long Môn. Long Môn Thạch Động mới chính là hình mẫu của các công trình chạm khắc tượng vật trên vách núi đá. Tại sao ông Tập lại không thăm động Long Môn? Bởi vì động Long Môn nằm ở một nơi gọi là núi Y Khuyết. Y Khuyết chính là một đoạn hẻm núi tự nhiên do nhánh của sông Y Thủy của Hoàng Hà cắt đất phần mở rộng của Tần Lĩnh, tạo thành một hẻm núi ở phía bắc núi Phục Nghiêu. Nói cách khác, nơi này cắt đất long mạch của tần lĩnh kéo dài về phía trung nguyên. Đối với ông Tập, người coi tần lĩnh là long mạch và nơi phát triển của rồng, động long môn được coi là phạm long mạch quốc gia. Về động mạc cao, văn cương và mạch tích, ông Tập Cận Bình có những chỉ thị riêng về bảo vệ di sản văn hóa. Riêng động long môn thì không. Thật buồn cười, tỉnh Hà Nam, thành phố Lạc Dương, nơi có động Long Môn, lại nói rằng từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Thành phố Lạc Dương đã sâu sát học tập và thực hiện các luận điểm quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về bảo vệ di sản văn hóa, đặc biệt là trong các chuyến thăm động mà Cao và động Vân Cương. Thực ra thì ông Tập đã không có chỉ thị nào cho tỉnh Hà Nam, nên họ đã phải vay mượn tinh thần học tập chỉ thị từ các tỉnh thành có Đại Sơn động khác. Nhà bình luận Sang Phong chỉ ra rằng ông Tập đã từng chiếm giữ tấm bia dành riêng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một ngôi chùa ông còn yêu cầu mọi người dương cờ đỏ, thậm chí còn treo cờ đỏ cùng với tượng Chúa Giêsu. Ông tập thờ cúng Phật, thật ra là để cầu sức khỏe tốt và cầu được tại vị mãi mãi. Thờ Phật vì muốn truy cầu lợi ích cho mình, đó không phải là lòng thành. Thưa quý vị, hai người leo núi Việt Nam đã mắc kẹt trên đỉnh Matterhorn ở độ cao hơn 3.500m, đã được giải cứu thành công trong tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Matterhorn là một ngọn núi ở dãy Penny Alper trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý. Đỉnh núi này có độ cao 4.478 mét trên mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất trong dãy Alper. Thông báo của hãng hàng không chuyên cung cấp dịch vụ máy bay trực thăng vùng núi Air Germac của Thụy Sĩ cho hay, trong ngày 24 tháng 9, đội cứu hộ của hãng này đã thực hiện một cuộc giải cứu hai người leo núi Việt Nam bị mắc kẹt trên đỉnh Matterhorn khi họ đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng ở độ cao hơn 3.500 mét. Cụ thể, sau khi nhận được tin khẩn cấp vào sáng cùng ngày về việc có hai nhà leo núi gặp nạn trên đỉnh Matterhorn, Air Jermatt đã nhanh chóng đánh giá và khai triển các phương án cứu hộ. Do thời tiết rất xấu nên đã không thể giải cứu bằng đường hàng không. Air Jermatt quyết định cử ba chuyên gia từ trạm cứu hộ Jermatt lên đỉnh Matterhorn đến địa điểm có người gặp nạn. Sau hành trình bằng hệ thống cáp treo, các chuyên gia phải đu dây xuống vị trí hai nhà leo núi và đưa họ trở lại bằng hệ thống dây thừng. Thông báo cũng mô tả những người cứu hộ đã hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nếu không có nỗ lực của họ, hai nhà leo núi người Việt Nam có thể sẽ không sống sót qua những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và sẽ chết vì lạnh. Sau khi được bác sĩ của Ejermat kiểm tra y tế, hai nhà leo núi kiệt sức đã trở về nhà, kết thúc chiến dịch giải cứu kéo dài 14 giờ đồng hồ. Thưa quý vị, bản tin chọn lọc của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.